Rồi chào anh em ha. Em là Tính, chuyên bán máy cơ xích hàng bãi Nhật anh em. Hôm nay lên một siêu hại tay cục anh em. Một dòng siêu hại cũng hại miền Tây ha. Nhưng mà hổng gài thì nó giờ miền nào cũng xài hết trơn anh em. Giờ quá đẳng cấp rồi. Con này là con G310 anh em. Một dòng tay cục siêu whip. Máy này đẹp 98-99% anh em. G310 bô nè anh em. Trời ơi, quá đẳng cấp. Cái lam này là lam đầu nhọn anh em, lam gọi là lam điêu khắc, lam Latin, lam trượt vậy đó anh em. Sơn nè, sơn 98-99% luôn, cái lam thì cũng 98-99% luôn anh em. Máy thì đẹp cũng như vậy luôn. Quá đẳng cấp. Dòng này thì siêu hại của tay cục anh em. Dòng siêu mini ha. Chạy siêu bền luôn. Rồi nổ máy lên anh em. Cho anh em nghe tiếng máy của nó nè. Đang nổ đó anh em. Trời ơi, ganti đó anh em. Em bán 2.4 anh em. Anh em nào cần liên hệ ha. Tay cục siêu whip. Hỏi cái lam chứ không sơn này không cũng 700-800 ngàn anh em. Thiếu tháo ra bán á. Quá đẳng cấp, đẹp quá.